Hi, welcome back to my channel. Start critical. Night one. Okay. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ ở bên trái đây. Wow. Night two. Em bé đã khóc rồi và mình phải lên thì em bé thôi.
Sabrine and the Sleep Bây giờ thì các bạn sẽ phải làm tiếp nhiệm vụ đó là các bạn sẽ cho bé vào cũi này. Sau đó thì sẽ đặt kêu vào đây và đọc cho em bé nghe. Đấy không? Ok. Wow. Oh my god. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ hai. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? Các bạn sẽ phải bắt một chiếc xe ô tô. Sau đó thì đi đến điểm đỏ kìa. Điểm đỏ quay ngược lại. Bắt buộc phải ra đường chính mới có đường này đi. Sau đó đi sơn xe. Let's go. Và tiếp tục các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo trong tự kiện này. Ok. Rồi, và tự kiện thứ 3. Let's go.
các bạn sẽ phải đi lấy một chiếc xe để đi sang hình điểm V. Không một chiếc xe nào cả. Wow. JD O'Toole. Ok, và tiếp tục vào. Xe máy rất nhanh mà là không được. Ở đây có đi ô tô bạn. Ở đây các bạn sẽ đi mua khẩu súng. Sau đó thì sẽ đến một địa điểm của địch để tiêu diệt. Sau đó các bạn sẽ đến điểm vàng kia và đi tiêu diệt quân địch. Ok. Rồi, tiếp tục là tựa game thứ tư. Let's go. GTA Vice City. Get some sleep, he says. Thank you.
và cái video này các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Ok. We watch you. Và bây giờ thì mình sẽ ra khu vườn. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 3 ngôi nhà. Trong mỗi ngôi nhà thì sẽ có một câu hỏi, các bạn sẽ trả lời từng câu hỏi một. Khi đó thì các bạn sẽ hoàn thành được câu hỏi này và chuyển sang chapter 2. Câu hỏi đầu tiên. Ok. Và tiếp tục thì mình sẽ đi vào. Ở trong tựa game này thì khi gặp Sinh Hiệp, các bạn sẽ phi chiếc máy bay này. Khi đó thì ông ta sẽ đi tới chiếc máy bay và không bắt được các bạn. Còn nếu khi hết chiếc máy bay rồi mà ông ta phát hiện ra các bạn thì lúc đó các bạn sẽ bị bắt 100%. Chạy nhanh đi, không ông ta nhìn thấy mình. Wow, để những con đường mà ông ta đang chuẩn bị đi. Và cứ như thế các bạn sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng trong tự nhiên này. Khi đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng và hoàn thành được câu hỏi. Ok. Tự nhiên thứ 7, let's go. Queens of Mars.
Queen's Opera. Vamos. What? Wow, tự nhiên nó hiện cái đó không biết là cái gì. Wow. Trong tập game này thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ, đó là các bạn sẽ phải chụp ảnh. Không biết đúng là chụp ảnh không. Đúng rồi. Tổng thể là 5 bức. Đúng rồi, khi nào nó hiện cái chụp ảnh thì các bạn sẽ chụp. Ok. Bây giờ thì mình sẽ phải đi tìm. Đây rồi. Ồ, chạy thôi. Wow, khó ở đâu? Nãy thì một người, bây giờ thì lên đến mức độ là kinh khủng. Anh chàng này chạy nhanh quá, không biết có đuổi kịp không. Bị mất tích luôn. Vào đây rồi. Đã được một người. Anh ta cũng không sợ mình luôn. Đây là người ngoài hành tinh. Đó, và các bạn sẽ tiếp tục tìm 4 người còn lại. Và các bạn sẽ chụp. Vào đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok.